Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ swatch và review một bộ sưu tập son nóng hổi BBR Last Velvet Lip Teen Asia Edition phiên bản 2. Đặc biệt, đây là bộ sưu tập độc quyền chỉ có ở Việt Nam, với cảm hứng từ ánh hoàng hôn ấm áp và tĩnh lặng, kèm theo đó là 6 màu son mang tên 6 địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Và ngay từ lần đầu tiên cầm bộ sưu tập này trên tay thì mình rất thích rồi. Và lý do vì sao thì mọi người hãy xem đến hết video nha. Đầu tiên là thiết kế son hình trụ tròn với thân son nhựa nhám trong suốt quen thuộc, tên hãng và tên son màu vàng ánh kim được in mắt mắt. So với phiên bản gần nhất thì phiên bản này có phần nắp màu vàng ánh kim trông rất sang trọng, thiết kế cọ son cũng không có gì thay đổi. Và màu son đầu tiên trong bộ sưu tập là A6 Mystery Sapa. Theo giới thiệu thì đây là màu đỏ đất, nhưng cá nhân mình thấy thì màu này không chỉ là một tone đỏ đất bình thường mà có pha thêm một chút ánh hồng và cam, khi đánh nhẹ sẽ được màu cánh hồng khô rất là đẹp. Màu là mình liên tưởng đến sự yên bình và hơi có chút lạnh lùng mê hồn của Sapa. Mình thấy màu son này không hề kén da và đánh nhẹ nhàng thì dùng được cho cả mặt một. Chất son Velvet Teen của BBR thì chưa bao giờ làm mình thất vọng. Chất rất mềm mượt, dễ tán đều, bám môi tốt và không bị xây dịch khi bặm môi. Theo cảm nhận cá nhân mình thì kết cấu hơi dày hơn một tí và mềm hơn so với các phiên bản trước. Mình không phải nhúng cọ lấy son quá nhiều lần để đánh phô môi. Chính xác là chỉ 2 lần lấy son thôi thì đã đánh được màu son đậm chuẩn rồi. Về điểm này thì mình cực kỳ hài lòng luôn. Điều là mình rất thích lần này là son có mùi hương kem vani nhẹ nhàng dễ chịu thay vì mùi gợi nhớ đến mùi hương mỹ phẩm. Và màu son tiếp theo A7 Healing Mũi Né, đây là màu cam đất pha thêm một ít ánh đỏ, đúng thật sự là màu son gợi cho mình nhớ đến màu hoàng hôn lãng mạn cực kỳ chill và không hề gắt gao của mũi né ấy. Màu này sẽ không bị chói và không nhiều ánh cam vàng, cho nên sẽ không làm xỉn men răng. Mặc dù là một màu son không kén da, nhưng nếu dùng cho mặt một thì mình nghĩ vẫn nên có màu má đi kèm. Gu của mình không phải những màu như vậy, nhưng mình vẫn đổ đứa đừ với bạn này bởi vì màu rất vừa phải lại vừa trẻ trung. Nếu để ý thì các bạn sẽ thấy finish của son che phủ rất tốt, vừa mờ ly vừa có độ ẩm, làm đầy rãnh môi giúp môi trông bóng nhẹ và căng đầy hơn. Và mình thấy chất của phiên bản này có độ ẩm cao hơn, cũng hạn chế khô môi hơn nha. Mình nhớ tầm vài năm trước khi mình có chuyến du lịch ở thành phố Hạ Long lần đầu tiên, điểm làm mình ấn tượng nhất là buổi ngắm hoàng hôn trên du thuyền. Rất tiếc là mình không chụp ảnh hay quay phim lại. Ánh hoàng hôn khá huyền ảo, không chói rực và mình thấy Sky 007 rất tinh tế khi chọn màu A8, một màu nâu cam đất cực kỳ đúng vibe làm biểu tượng cho vịnh Hạ Long. Nếu so sánh với BBR màu 38 thì mình thấy màu A8 cũng gần giống nhưng ít nâu, ít đỏ hơn và ánh vàng cũng không nhiều bằng. Màu này sẽ hơi xỉn men răng, hợp với thu đông hơn và cần trang điểm khi dùng, nếu không thì da trông hơi tái đi. Vì chất son có độ ẩm nên khi ăn uống hoặc đeo khẩu trang sẽ bị dây ra, nhưng chỉ dây ra nhiều ở lần chạm đầu. Những lần chạm tiếp theo thì mình thấy hầu như rất ít bị dây ra. Bên cạnh đó thì chất son cũng hiếm khi chạy vào lòng môi, nên không có hiện tượng bị dính vào răng đâu nha. A9 Kingdom Huế sẽ là màu son tiếp theo mình review cho mọi người. Mặc dù chưa đến Huế lần nào, nhưng nhắc đến Huế thì mình nghĩ ngay đến sự cổ kính, dịu dàng nên thơ và sâu lắng. Và mình nghĩ là sắc nâu cà phê của màu này mang vẻ trầm buồn và sang trọng có gì đó rất mang chất Huế. Với cá nhân mình thì đây là màu son khó dùng nhất trong bảng màu vì nó mang ánh nâu vàng nhiều, làm xỉn men răng và không hợp với nền da nhiều khuyết điểm. Chắc chắn khi dùng màu này bắt buộc phải trang điểm nha. Độ ly của Asia Edition phiên bản 2 nằm trong khoảng 5 tiếng không ăn uống. Độ ẩm của son sẽ giảm dần sau khoảng 1 tiếng rưỡi đánh son. Khi để son lâu trên môi thì từ từ chất son sẽ đọng vào và hơi làm lộ rãnh môi, làm cho môi có cảm giác hơi khô một tí. Nếu không thích vấn đề này thì các bạn có thể bôi son để apply lại nha.
Đối với mình thì Amoy Spring Đà Lạt là một son ngọt ngào và tràn ngập sự nữ tính trong bộ sưu tập lần này. Bản này là một tone đỏ hồng đất với độ trầm vừa phải, sắc hồng trong màu son không nhiều và cũng không phải là kiểu hồng xến hay là hồng lạnh, cho nên hoàn toàn không kén tone da người Việt. Ngược lại thì màu này còn rất tôn da và trẻ trung luôn. Khi mình đăng video ngắn về bộ này lên Insta và TikTok thì các bạn bình luận hỏi mình rằng stain của màu Amoy có bị hồng quá không? Và câu trả lời của mình là không. Stain của bạn này là màu đỏ hồng rất sát với màu son ban đầu. Và không riêng mỗi màu này mà tất cả các màu son trong bộ sưu tập sau khi trôi đều để lại stain màu không đậm cũng không nhạt và rất gần với màu ban đầu. Đối với riêng màu A8 và A9 thì stain sẽ có thêm ánh vàng, đặc biệt là màu A9. Nếu ăn uống nhiều dầu mỡ thì stain sẽ trôi gần hết, còn không thì cần dùng tẩy trang mới tẩy sạch hoàn toàn được nha. Và mình đã đi đến màu son cuối cùng A11 Sunset Phú Quốc. Khi mà mới test thử màu son lên tay thì mình đã hiểu ra ngay vì sao bạn này được chọn để làm đại diện cho Phú Quốc. A11 là màu đỏ cam đất, màu vừa đủ sáng không làm da bị xỉn, cũng không bị quá trầm làm cho mặt bị dư. Màu son giúp cả khuôn mặt trông bừng sáng và làm mình nhớ về ánh hoàng hôn tháng 2 ở Phú Quốc, ánh hoàng hôn rực rỡ không ảm đạm chút nào. Quay lại với màu A11 thì bạn này rất dễ dùng và không kén da, có thể dùng cho cả mặt mộc. Màu chủ yếu là sắc đỏ pha thêm một ít cam cho nên không xỉn men răng. Nói ngắn gọn về BBR Last Velvet Lip Tint Asia Edition phiên bản 2 thì mình có hai từ, đó là tuyệt vời. Cá nhân mình thì cực kỳ thích từ bảng màu, concept, thiết kế cho đến chất son. Mặc dù vẫn có một số điểm trừ nhỏ chưa khắc phục được ở các phiên bản trước, nhưng với mình phiên bản này mang khá nhiều tâm huyết và có nhiều ưu điểm rất đáng để sở hữu. Mình vừa swatch và review xong BBR Last Velvet Lip Tint Asia Edition phiên bản 2, một bộ sưu tập độc quyền ở Việt Nam, với 6 màu son đa dạng, chiều lòng nhiều phong cách, nhiều hoàn cảnh khác nhau và dĩ nhiên là được chọn lọc đều hợp cho da người Việt. Với mình thì mình thích tất cả các màu, thật sự rất khó để chọn ra màu mình thích nhất. Nếu chọn về mức độ dễ dùng thì mình nghĩ là ngoài A9 ra, tất cả các màu còn lại đều ổn áp. Và video đến đây cũng hết rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye!